dĩa là cho nó thấm dầu vô trong, ngon quá chừng. Xong mình đã được một dĩa khô, khô cá dứa hay khô gọi là khô cá biển hồ. Hello mọi người, đây là chiều chủ nhật nè. Bây giờ mình chiên khô ăn cho đỡ ngán. Hôm nay đi Cali ăn thịt ngán quá rồi, khô nè. Rửa ngâm với lại chanh nước nóng qua khoảng 2-3 tiếng hồ rồi. Giờ để cho nó ráo sạch sẽ rồi. Bây giờ mình chiên nha. Dầu nè. Cho tỏi vô. Vàng. Rồi mình cho khô vô mình chiên. Giờ mình cho khô tự chiên, chiên cái phần da trước. Đeo bao tay cho nó khỏi văng. Rồi mình đeo cái bao tay dài nè. Được chưa? Được chưa? Khởi gian. Bây giờ bỏ vô đầy chảo nè, bỏ lửa nhỏ cho nó ịnh cho nó bàn cái da trước. Cái này phải dùng đũa dài nha mọi người, để văng lắm á. Tại nó chưa có ráo nước là nó bị văng, mà phải để qua một đêm tủ lạnh cho nó khô lại á thì mình chiên nó không có bị văng. Còn mình mới làm xong mà thèm ăn quá nó chiên liền đó, nó hơi bị văng một chút. Để khô chiên nãy được 10 phút là mọi người, giờ nó cũng hơi vàng vàng cái da rồi đó. Giờ mình trở qua, lát mình trở lại nữa, trở qua trở lại chiên 2-3 lần vậy đó cho nó giòn cho khô nó ngon, nó dính quá chừng luôn. Khô cỡ mặt chiên hồi nãy giờ cũng được 5 phút rồi. Để cho nó vàng nó cứng lại nó mới ngon. Cái này là chỉ chiên ngoài trời đó, còn chiên trong nhà là coi như là ngộp thôi, tối khỏi ngủ. Nhà bên Mỹ này là cửa kính không với máy lạnh. Thật tự ra mình cái gì chiên cá hay nấu mắm hay cái gì cũng vậy đó, là phải chiên ở ngoài sân. Mọi người không muốn hít thì phải chiên ngoài sân thôi. Chứ chiên trong nhà là không có được nha mọi người. Mua cái mấy cái bao tay ở Việt Nam nè, thoải mái không, nó dài thòn tới trên luôn, khỏi sợ bị nó dính gì đó. Cái con khô nó vàng nè mọi người đó, mình chở nó qua nè để cho nó vàng vàng chút xíu. Cái con là vàng mình chở nó qua đó, cái vàng ngon không, khô chiên vậy ăn mới ngon. Mà cô mình chiên nó mới vàng ăn thấy ghê, nó tăng rình nè. Tắt lửa để mình chở cho nó dễ. Mình trở qua vàng, hỏi ra nó nguội nó cứng lại, con cũng ngon, ngon tuyệt vời luôn. Đây khô bây giờ nó đã chín rồi mọi người, vàng bây giờ mình vớt ra dĩa nha, mình vớt ra ngoài dĩa. Thấy không, vàng ngon không? Dễ về dính giấy của trong không đâu, dính giấy ra. Mà dĩa nãy mình có bỏ tỏi nè, để lót giấy cho nó thấm dầu.
Giờ mình vớt ra, cỡ bỏ tay ra thôi. Vớt ra dĩa để ra dĩa là cho nó thấm dầu vào trong, ngon quá chừng. Xong mình đã được một dĩa khô cá dứa, hay khô gọi là khô cá biển hồ.